Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày thứ ba, thì một tòa án ở quận Manhattan ở New York đã kêu đã đưa ra một cái bản án đó là 40 năm tù cho đến chung thân dành cho một người trợ lý mà anh chàng này chỉ mới có 25 tuổi thôi. Đó là vì cái tội đó là đã giết cái người chủ của mình, sau đó là chặt xác cái người đó ra. Về cái tội là ông chủ đó phát hiện ra anh này ăn cắp tiền của ông ta, cái số tiền là 400.000 đô la cái sự việc này là xảy ra vào năm 2020 có nghĩa là lúc đó cái người cái anh chàng này đó tên là uh, Tyrese Husbowl chỉ mới có khoảng 21 tuổi um, sự việc này nó xảy ra là vào ngày uh, 13 tây tháng 7 của năm 2020 thì trước đó cái ông chủ của ông Husbowl này thì anh ta tên cái người chủ đó tên là Fahim Sharly ông ta có những cái uh, giống như cái công ty mà uh, nhập xe về để bán ở bên uh, cái quốc gia Nigeria thì ông ta mới thuê cái ông uh, Tybris Husbol này để mà làm việc làm nhân viên cho mình thì khi mà thuê ông ta làm nhân viên cho mình một thời gian á thì cái cái anh chàng Husbol này bắt đầu ăn cắp tiền ăn cắp tiền của ông chủ thì ăn cắp tiền những cái số tiền bắt đầu nhiều nhiều thì lên đến là lúc mà phát hiện ra được Thì số tiền đó đã lên đến là 400.000 đô la Thì cái ông chủ của Hasbro này Mới không có muốn làm lớn chuyện Cho nên là đã đuổi việc Hasbro Và yêu cầu là Cho anh này bắt đầu trả tiền lại từ từ Thì cái số tiền mà Hasbro mượn đó Ăn cắp thì dùng để là mua xe rồi sắm sữa nói chung là để xài sang thôi thì không biết là nhắm là mình không trả hết số tiền hay là như thế nào thì không biết Thì anh ta lại thay vì là cảm ơn ông chủ của mình đã không đi tố cáo Rồi không có báo cảnh sát vân vân Thì ông ta lại lâm le trong đầu là ý định là giết chết ông chủ của mình thì vào cái ngày mà 13 tây tháng 7 của năm 2020 thì Hasbro theo như cảnh sát à, cho biết đó đã mặc một cái bộ đồ đen rồi à, mang mặt nạ và đi theo ông chủ của mình vào trong cái thang máy của một tòa chung cư ở Manhattan đó là một cái tòa chung cư rất là sang trọng à, đi theo vào trong đó xong rồi dùng súng mà súng bắn điện đó để mà làm cho ông ông chủ đó bị điện giật bất tỉnh rồi xong rồi kéo ông ta vào trong cái căn nhà của mình rồi xong khi mà vào trong đó rồi đó thì đã dùng dao đâm chết ông ta rồi khi mà đưa vào trong cái căn nhà đó thì qua ngày hôm sau anh ta trở lại mang theo một cái cưa điện để mà cưa cái xác đó ra thì trong cái lúc mà cưa xác đó thì ông ta phải ngưng lại lý do là cái cái cưa đó nó hết pin thì chúng ừ. ta phải đi tìm cái pin là định là sau khi mà đi kiếm để cái cục pin trạc đó để quay trở lại để mà làm tiếp đó thì khi mà người ta trở đi thì cái người anh họ của cái ông chủ đó lại xuất hiện thì lúc đó cái người anh họ của cái ông chủ mà đang bị cưa cái xác đó ra mới phát hiện ra như vậy mới gọi cảnh sát thì vài ngày sau thì người ta mới bắt được cái anh Harper này thì từ năm 2020 thì người ta đã điều tra cho đến ngày hôm qua thì mới đưa ra cái bản án đó là 40 năm cho đến chung thân là như vậy à, cái bản tin tiếp theo thưa với quý vị Ngọc Lan nhìn thấy cái hình ở trên màn hình đó đây là cái lon soup Campbell cái lon soup này đó thì bán ở khắp các chợ đặc biệt là chợ Mỹ thì chợ nào cũng có cái lon soup này ở trong cái hành lang bán những cái lon đồ ăn mà nấu sẵn đó À, tôi nhớ là cái thời mà tôi qua Mỹ à, lâu rồi thì có những cái ngày mà nó bị bệnh cảm cúm đó Thay vì à, không có ai nấu ăn cho mình đó thì mình chạy vô trong chợ cái mình mua cái lon súp này nè, nó gọi là chicken noodle. Đó, mình về mình khui nó ra rồi mình hâm nóng lên mình ăn. Cái 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 công ty này đó là có tên là Campbell Soup Company. À Campbell Soup Company. 155 năm rồi với cái tên đó. Nhưng nay họ đang quyết định bầu với công ty cũng như là xin phép để không còn chữ súp ở trong đó nữa. À, Campbell Company thôi chứ không còn chữ súp nữa. Tại sao? Tại vì theo như khảo sát thị trường mới đây thì công ty này nói là họ đã mất đi hết một phần ba số người tiêu thụ những cái lon súp này. Tại vì người ta bây giờ không còn khui lon này ra để ăn nữa Tại vì nó có quá nhiều sự lựa chọn Có thể có nhanh hơn, ngon hơn cũng có thể có Nhưng mà tại vì công ty đó mới đầu để công ty lập ra là chỉ bán súp trong những cái lon này thôi Cho nên mới có tên là Cambo Soup Mà bây giờ họ chú trọng tới những cái món ăn vặt khác nó nhiều hơn và đồng thời khi mà công ty bắt đầu mua lại những cái công ty Thí dụ như mình nhìn thấy công ty ABC gì đó mà làm à, là anh nên làm ra đi thì mình cũng muốn sở hữu đó. công ty đó nó bán cái, cái món đó là là nó hấp dẫn với thị trường nhiều hơn đó thì bây giờ mình có thể mình mua lại cái công ty đó đi cũng được nữa mà đâu có sao đâu ở Mỹ mà thì cái công ty Campbell Soup này cũng đã có mua lại một vài những công ty bán đồ ăn vặt đó. như là công ty bán chip tên này kia ha thì bây giờ họ ngoài ngoài cái việc làm những lon súp này ra họ còn có những cái bịch chip hay là những cái à, món ăn vặt khác cho nên công ty này nói rằng là sau 155 năm thì chúng tôi đang có quyết định là bỏ chữ súp đi không còn dùng chữ súp trong cái tên của công ty nữa vì chúng tôi bây giờ không thuần túy là chỉ bán súp thôi mà lĩnh vực về thị trường ăn vặt chúng tôi sẽ sẽ qua luôn nữa thì đây là cái một trong những cái 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 gói chip rồi quý vị thấy này, cái này quen lắm ha mình đi vô trong chợ mình thấy cái gói này đây thì đây cũng là một trong những sản phẩm của công ty Campbell Soup à quý vị còn nhớ là cách đây vài năm nó cái công ty mà bán cái kẹo sô-cô-la uh, uh, Mars rồi Hershey rồi nhiều cái công ty về kẹo sô-cô-la đó nó sát nhập lại với nhau thì bây giờ khi mà sát nhập lại như vậy đó thì một công ty thay vì trước đây là công ty tên là Mars thì bây giờ tại vì họ có bán kẹo của Hershey nữa cho nên họ cũng phải đổi tên đó những cái tên nó sát nhập lại với nhau đó thì đây là một trong những cái sản phẩm mà công mà mà công ty Campbell nói. Không, mình đâu có bán súp nữa không Hồi đó thì mình chịu trương là bán súp thôi, nhưng mà bây giờ mình bán qua đồ ăn vặt rồi thì giờ mình bỏ chữ súp đi, vẫn là Campbell nhưng mà không có chữ súp ở trong đó nữa. Thấy cũng thấy cũng hay ha, ở Mỹ thì cái gì nó cũng phải là theo cái thói quen của thị trường, ừ. theo cuộc thảo khảo sát mới đây đó thì hai thì, thì một người nha, thì người ta nói rằng là một trung bình nha, một người Mỹ một ngày có thể ăn ba cái loại ăn vặt họ có thể mua cái chip này, họ mua cái cây kẹo kia hay là họ mua một cái gói gummy bear gì đó để họ ăn ngồi họ ăn vặt đó thì những cái món ăn vặt đó nó hấp dẫn với cái thị trường hơn nó dễ mua hơn nó dễ ăn hơn là phải à, mua cái lon súp đó về rồi khui ra rồi bỏ microwave quê và hâm lên rồi này ăn này kia đó là nói rằng là nó tốn thời gian với nó mất công và nhiều người người ta um, thấy thôi cái nào tiện thì mình làm thà mua gói chip này ăn cũng đỡ đói nè có sao đâu đó <laughs> Uh, anh Nguyễn Trường đang đưa một cái bản tin liên quan đến uh, thức ăn, thì gặp Lan cũng có một cái tin liên quan đến uh, đồ ăn nữa. Uh, quý vị uh, mỗi ngày chúng ta ăn uh, những cái uh, nhiều người ăn sáng đó ăn một cái loại gọi là granola, không biết là granola một cái cái um, nhiều cái loại mà hạt Hà? À, giòn 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 đó lại là đúng rồi. Ừ. Đó là một cái món ăn bạc giòn giòn, có người thì cứ cái bịch như vậy rồi cứ bóc bỏ vô miệng ăn nó giòn giòn, có người thì bỏ vô trong uh, sữa để ăn, rồi có người bỏ vô trong uh, da ua để ăn vân vân. Thì cái granola nó là cái gì? và ăn cái đó đó liệu là mọi thứ nó có giống nhau hay không rồi ăn mỗi ngày có tốt hay là không ừ. à, nhiều người nói rằng là tôi ăn kiêng tôi ăn đó có được hay không đó, đó đó chính là cái câu hỏi được đặt ra thì thật ra cái granula này nó có nhiều đó có nhiều loại lắm ở à, trong đó nó có là các loại hạt ngũ cốc nè rồi những cái hạt rồi dầu rồi cái chất tạo ngọt người ta gom nó lại hết rồi xong sau đó rồi nướng từ từ lên để cho nó giòn lên rồi đôi khi họ bỏ vô trong đó rồi trái cây khô rồi dừa rồi có người thì cho vô đó là những cái sô cô la nhỏ nhỏ nữa để mà cho nó nói chung là họ tạo nên rất rất là nhiều những cái loại mà hương vị khác nhau như vậy thì chính vì nó có quá nhiều những cái hương vị đó đó cho nên cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì ăn cái nào là tốt ừ. cái nào thì ăn mà nó không có bị lên cân không có bị béo phì cái nào thì tốt cho người ăn kiêng vân vân cho nên rồi cái nào có thể là để lâu được cái nào thì ăn phải trong thời gian nhanh nhất cho nên đó là cái câu mà người ta nói khi mà quý vị mua đó thì quý vị phải lưu ý cái thành phần ở trong cái granola này có loại á thì đó làm từ họ nói là từ hạt diêm mạch nè rồi yến mạch nè hạt lanh rồi hạt bí và đường nó rất là ít thì nó sẽ mang lại cái sức khỏe cho mình nhiều hơn. À, có một số loại á thì nó chỉ làm được từ là yến mạch và nhiều mật ong thôi, thì nó càng tốt. Nhưng mà còn cái loại mà nó có nhiều quá nhiều đường đó thì dĩ nhiên nó không tốt rồi. Rồi còn ăn làm sao nữa thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.